Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món miến trộn Hàn Quốc với lại gà rán. Gà rán ba vị, gà rán này là bọn mình mua các bạn nha. Còn này là bọn mình làm uống nước dâu tằm. Dâu tằm bọn mình tự ngâm luôn, bây giờ đang mùa dâu tằm đó các bạn. Hết mùa rồi. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Giờ đang mùa mà. Mà mùa gì biết đâu. Mơ. Hằng rất là đặc biệt, rất là thích không? Thích mơ. Trái cây ngâm. Cái loại miến này là miến Hàn Quốc sợi to này các bạn. Không phải sợi nhỏ đâu. Miến Hàn Quốc thì ta sợi to chứ. Có hai loại, có loại sợi nhỏ hơn một xíu. Ăn giống bún xào. Mà sợi to. Sợi miến nó khác mà, cái ăn giống bún xào các bạn. Bún xào của mình á, bún xào chay á, bún xào chay là bún trộn á, nó khác luôn. Cũng được. Mình thích ăn miến này lắm. Gà. Nhưng bữa sau nên ăn với rau cải hơn là cải bắp xôi. Cải bắp xôi mùi nó hơi giống mùi tơi. Thì Hàn Quốc người ta ăn cải bắp xôi mà. Này cái vị gì không biết luôn. Cái màu gì á? Màu này đúng không? Ừ. Ngon. Ừ, nãy mình quên hỏi nó là vị gì. Vị này ngon. Ừ, mật ong vậy đó. Mật ong. Mà giống như mùi mật ong có. Hình như sốt ngọt á. Ngọt. Ừ. Hương này ngon mà. Giòn. Ngon quá. Ừ. Bữa giờ các bạn Tiểu Hy á. Ừ. Nó nhắn tin mình không? À quên. Dạo này mình không có Facebook. Không biết bạn ấy đã nhận quà được chưa? Đang hẳn biết nhận được quà chưa. Đợi lâu rồi mà. Ừ. Tuần á. Bữa đó gửi nhanh đúng không? Không biết không. Không trả phí bao nhiêu? Không nhớ nữa. Nói chung là gửi hơn tuần rồi. Rồi xong giữ lại cái bill. Có. Có hả? Có giữ lại bill. Nhưng chắc là nhận được rồi. Tại sự các bạn không nhận được thì mình không ra hỏi. Không bởi cái món xôi tiêu á. Ừ. Chắc như bạn về ăn thử được. Mẹ mình ăn thử mà. Mẹ mình thèm quá xong mua ăn. Xong con chém gió món này hồi xưa giờ ta ăn đầy. Mình ở với mẹ mình 30 năm rồi mà mình chưa thấy ăn món đó bao giờ. Ăn sai. Ăn sai rồi. Ừ. Mua xôi về kẹp vô mà con cho cả đậu phụ muối đậu. Hôm mà mình ăn á, mình hỏi ăn không mình mang về cho. Ngon. Thì kêu ba món đó mà ăn gì. Coi clip thèm quá. Phải coi clip. Phải coi clip mới thấy thèm. Cái vị này ngon à. Ừ. Khi ăn gà thì anh thích ăn cái cùi chỏ nữa. Ăn rồi các bạn. Nó xong. Chỗ đó nó có sụn nữa các bạn. Ngon.
cái miếng này nè, em nghiệm đây rồi. Sao? Là phải trộn với nhiều topping. Ừ. Đúng rồi. Nhiều miếng mà ít topping ăn á. Chán. Món này cũng vậy hết rồi. Mà mấy bạn làm món miến là nấu hơi lâu, luộc miến hơi lâu. Ừ. Thế đúng như mẹ ấy á, cứng chứ không phải như miến Việt Nam đâu. Thì có mỗi cái đoạn luộc hơi lâu thôi, còn lại nấu mấy cái ăn kèm với nó thì nhanh. Ừ. Miến cũng vậy, chứ như bún bò á đâu phải luộc bún đâu, mà nấu cái nước hơi bị lâu đó. Anh nói gì? Ừ. Làm món miến trộn này chứ, làm món miến trộn này đúng không? Ừ. Thì làm thêm được món gì nữa, hiểu không? Không hiểu câu hỏi luôn ý là không hiểu câu hỏi luôn, cứ nói gì hiểu. Làm cái món miến trộn này, nguyên liệu này chỉ cần làm thêm được món nào nữa? Cơm. Cơm gì? Cơm cuộn. Ừ. Cái gì nữa? Cơm trộn. Ừ. Cơm trộn á? Trả lời gì mà không? Cơm trộn, cơm cuộn. Trả lời không có cảm xúc gì không? Thì ấy là câu hỏi dễ không mà biểu? Dễ mà phải suy nghĩ. Dễ mà ngồi suy nghĩ. Phải ra suy nghĩ thể hiện tí vậy bộ. Dễ mà nói là nó trả lời được liền đó. Sốt này cũng ngon nữa. Mùi bạch vàng à. Không biết, chưa ăn tới. Ngon quá. Em nói thích ăn bún chả của Việt Nam hơn. Em đặc biệt thích ăn miếng này luôn các bạn. Em không thích cái sợi miếng này. Bún xào là bún khô các bạn. Cũng ngon. Nhưng mà mình thích làm miếng này. Miếng xào Việt Nam em vẫn thích hơn. Vị này ngon hơn là vị nãy á. Không biết vị gì. Hồi mình cũng có làm cái gà rán có vị cho các bạn coi rồi á. Có. Ủa. Ừ. Đợt đó là có gà sốt Thái rồi. Giờ này hàng bị lú các bạn ơi. Nhìn kêu những chiếc gà sốt mình ong vậy. Đúng rồi. Sốt mật ong ngon lắm. Ngoài em không thích mùi mật ong. Thôi mà. Thôi mùi ngọt ngọt. Mà không nồng lắm. Nồng lắm hả? Tùy người, tùy sở thích của từng người. À, gì? Salad, trộn dầu giấm, thiếu mayonnaise. Sao không thích miếng nào? Sao? Ăn nó cứ giả giả sao? Nó chắc là do nó tròn. Mình thích miếng này lắm. Cái miếng của mình đó thì mình không thích mấy. Miếng Việt Nam mình đó. Hồi đi Hàn Quốc ăn món này chưa? Chưa, chưa. Chưa ăn mì lạnh. Chưa ăn miến trộn. Mùa đó lạnh lắm các bạn. Mùa lạnh ngon mì lạnh á. Chỗ nào bán? Muốn ăn mì lạnh chỗ nào bán?
mà cũng chẳng muốn ăn. Các anh có ăn mấy chiếc chỗ mà xe đậy mà bán bánh cá rồi tốt kỳ được không? Có uống cái nước gì vậy đó? Cũng thấy là mấy cái gì đó. Ở các bạn nhìn nước hết sức mà hay nước gì đó. Không uống. Lạ lắm. Nhà có ăn tốt kỳ đã hả? Vâng. Ăn bánh cá không? Có. Cái xin xin mà sao thắng á. Nhạt lắm. Cái đó thì mình không thích mấy vì mình thấy nó nhạt quá. À, chả cá hả? Ừ. Nhưng mà nó ngọt. Kiểu nó được hầm trong nước á. Nước ngọt cái vị nước hầm đó. Còn lại thịt vị thì hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Nó mặn quá. Phải đậm đà á. Hiện thích ăn là được kiểu đậm đà một xíu. Nó là cay à. Nó sốt cay hả? Ừ. Có thêm phê. Mình làm món heo mệt đi. Cái gì cơ? Heo á. Heo hả? Mệt heo hả? Giống như mệt thịt chó. Mệt giả cây hả? Không phải giả cây. Ý là có lòng nè, có thịt heo giống giả cây nè. Rồi giết tùm lum tà la. Heo lên mệt. Là không có món gì mệt. Hiểu không? Sao vậy? Mình mệt lắm quá. Bữa em nhìn bạn em ăn. Dạ hả? Thịt heo các bạn không thịt chó đâu nha. Bọn mình không ăn thịt chó. Hồi xưa mình con thì nhỏ xíu á, bị gai ăn. Ba mẹ mình không ăn. Ăn mà tàn ăn cái gì ta, đuôi chó thì nhỏ mà, đâu biết gì đâu. Cũng khi ý thức được rồi là không ăn đâu. Hồi đó là mình ăn chó nhiều. Giờ dân Bắc á các bạn. Giờ ba mẹ mình cũng không ăn nữa. À, mình ăn. Ba mình vẫn ăn, về quê là ăn. Ngoài Bắc người ta làm. Nhà mình không ăn. Thế mấy bạn bên đảo nó cũng ăn. Không biết nữa. Ăn đạo nó ăn thịt chó mà. Sốt vị thấy ngon mà. Ừ, cũng ngon. Quán hết đùi gà rồi hả? Thế rồi. Không thể cay. Dạ, giống như ăn bạc hà như gì. Cay đâu quá. Cay quá. Qua em tưởng thì nó là súp cho em á. Nhắn tin cho mình. Ý là kể thôi các bạn. Mà nó tưởng bỡ. Đó là bữa nay Grab á. Trên Grab có mấy bữa ăn chế ăn trưa á. Giảm giá.
Nghe nói là mua 2 ly súp cua, ốc, heo 50 ngàn. Tổng 85 ngàn. Mà được giảm. Ừ. Giảm còn 55 ngàn. Tối về không thấy chén súp nào hết. Không thấy chén súp nào hết. Nói có món gỏi ốc á. Ngon không? Mua, gỏi ốc đó là mua. À, nhìn thấy sao? Hơi nhạt, nhạt tất cả các vị. À. Ý là gỏi á. Gỏi là phải chua cay mặn ngọt. Không có vị. Không có gì lạ lẽo vậy á. Không có nhà đậm xuất sắc luôn mà. Đúng rồi. Không chua đậm, không ngọt đậm, cũng không mặn đậm. Nó nhạt nhạt tất cả các vị vậy. Chúng cay luôn. Đúng không? Ừ. Có cay, có cay. Không cay. So với hàng thì không cay. Không có vị gì á. Bao nhiêu? 40 hay 50 gì á. Mặn bào hết rồi chứ. Ốc biển. Mày không thấy rồi hả? Không. Đâu có từng đó rồi đó. Bào đâu bào. Phần nó có từng đó rồi đó thằng. Ít vậy. Ừ. Em ăn một miếng ốc với một miếng đu đủ thôi. Ừ. Không biết đâu ăn nữa. Dở quá mà. Mua, cái đó là mua. Mua ốc hay là cái gì ta? Sao ốc lại màu đó? Ốc biển hay gì á. Nói chung là lại một loại sò ốc gì đó mình không rõ. Nói chung là độ ngon. Chuẩn bị có súp ăn ai ngờ không có súp. Cay cú. Mua súp cho hai đứa nhỏ. Cua. Xong mới gọi khoe hàng vậy. Nhắn tin khoe xong mới là hàng hải. Mình tưởng là thì cũng là hai tô. Mình tưởng hai tô là hai người này. Là hai người lớn hả? Ừ. Nghe ngon hả không? Chị nó thực ra thích ăn súp hả? Làm hàng từ lúc đó đến lúc về chị nghĩ nó súp rồi. Ừ. Về nhà không thấy có một cái gì để ăn luôn. Không thấy mình đi coi tủ lạnh có gì ăn không? Một tô thịt bò. Tô bự ấy nha. Thế mình biết rồi. Lên mình hỏi mẹ mình. Mẹ có gì ăn không? Không có gì hết. Nói vậy. Không có gì hết. Xong rồi lúc sau chắc nhớ ra có thịt bò trong tủ lạnh á. Ăn đi thì ăn. Cuối cùng phải ăn tôm mì tôm với một quả trứng với ít thịt bò. Mấy giờ tối? 10 giờ. 10 giờ. Ăn xong. Đâu có dám tập thể dục. Các bạn kể cho các bạn nghe chị. Sợ ma. Hai ngày nay nó hù mình. Các bạn đã gặp ma bao giờ chưa? Không phải là gặp. Em không gặp. Mình lên 3 giờ rưỡi sáng. Mình nằm ở ngoài phòng khách mà. Đâu có phòng đâu. Nó có cái phản ở cái giường á. Cái phản á. Đó. Đó là thành cái giường á. Mà ở gần đó là cái cầu thang của nhà mình đi lên lầu luôn. 3 rưỡi sáng tự nhiên mình nghe tiếng. Mình nghe tiếng là cạch đi xuống. Từ trên cầu thang đi xuống. Thì mình cũng tưởng là bà mẹ mình để xuống đi ỉ đi lái gì đó. À đi ỉ. Để đi ỉ hay là đi gì đó thôi. Mình vẫn nhắm mắt. Vẫn nghe tiếng đi xuống. Đợi hoài không thấy tắt bật điện hay gì hết. Xong mình vẫn nằm. Mình nằm mình tưởng là chắc đang đứng uống thuốc gì thôi. Tại vì nghe tiếng. Nghe tiếng là cạch ở dưới bếp á. Xong mình nghĩ chắc ủa nãy giờ này mò xuống uống thuốc làm gì. Lại uống thuốc ngủ. Cái mình vẫn nghe tiếng. Xong đến lúc mình mở mắt ra mình nhìn xuống thẳng dưới bếp luôn. Lại không có tiếng gì hết. Đến lúc nhắm mắt lại nghe tiếng. Thấy ghê không? Chuột. Không phải chuột, chuột là nó cái tiếng bình thường. Cái tiếng chuột nhà mình em không biết nữa hay sao. Em sợ chuột em mới biết rõ tiếng chuột chứ chị. Nó không phải tiếng chuột. Tiếng lạch cạch lấy đồ đạc gì đó thôi. Xong cái là hả, mình nhìn thẳng xuống dưới bếp. Mình nhìn xuống thì không thấy gì hết. Mà cũng không có tiếng nữa luôn. Nhắm mắt lại cái có tiếng lại liền. Vậy đó. Mà đâu dám nói chuyện có ma ở nhà đâu, sợ ma nghe. Đây, đây. Từng vật. Hôm qua mình lên đây mình kể. Xong cái đến chiều thì Hằng, mày về mày đừng có nói chuyện đó ở nhà nha. Hỏi, ủa sao vậy? Mà đang định nói bà mẹ mà. Thôi mẹ ơi, tưởng là bà mẹ bà sợ, nói là bà sợ. Nói là người ta nghe thì sao? Hỏi ai nghe? Thì đó. Ma nghe. Ma mà nó nghe được nữa. Nghe nó biết mình sợ hù hơn nữa sao? Sợ chết đi. Tối hôm qua mình từ lúc bắt đầu tắt điện đi ngủ á, là em lấy hai củ tỏi, một củ là để dưới gối,
sau đó em dậy ra ngủ xong rồi em dậy em đi tắm, dậy tắm cầm theo tải đi đi ra pha mì cũng cầm theo tải. Tối đêm trời ơi biết ăn mì cái đó là mình tư vấn đó. Đêm biết tại nào cũng khát nước, ăn mì có thể nào cũng khát nước. Ba giờ uống nước hả? 3 giờ sáng khát nước chết cha, giờ biết làm sao đây, lấy bình nước thử mà uống ở xa. Ủa không ăn mình nước không thế là biết sao không, em quay qua em đập thằng Sú mới lên, đập thằng Sú để cho thằng Sú nó khóc lên. Là bi bi ngủ trong qua bình thường là thằng của hai đứa thế là thằng Sú nó khóc lên, xong tự nhiên thằng Sú nó cũng ngồi dậy nó nhìn cái này em đợi em uống nước liền. Thì uống nước liền. Nó đập thằng Sú dậy. Con Sú uống thằng Sú gọi về đi làm. Ý là con Sú ngồi dậy là chắc là không hai người rưỡi. Em đập thằng Sú dậy liền. Hơn thì đó. Sú cũng mắt cũng không mở ra đâu, đang ngồi dậy nhìn trên nội chuyện gì. Mấy đứa con nít nó thấy đó các bạn. Hồi mấy đứa nhỏ nhà mình nó thấy nè. Nó kể. Kiếp. Để một tập sau mình kể cho các bạn coi chuyện là mấy đứa nhỏ nhà mình nó thấy. Bạn nào có sự tích nào mà có gắn liền với lại thấy ma đồ thì comment kể cho mình nghe để cho Hằng đọc xong. Hằng sợ quá. Tôi hết dám dậy đi tè luôn. Mình no quá rồi nên cái này chắc mình để lại để lát nữa. Em lượm hết thịt em ăn rồi. Ủa dễ hả? Cái này của Hiền để riêng cho Hiền nha. Lát nữa mình ăn coi phim mình ăn. Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối clip. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.